Không, anh không có làm gì em đâu, anh chỉ ngủ thôi. Còn em thì cứ coi đi. Anh lại nhân viên người ta có đưa cho ảnh đồ mút này kia với lại một cái miếng gì nữa, mà ông nhét vô túi lẹ lắm, em không có thấy. Xong rồi mãi tới cái lần thấy Trinh em mới biết đó là ba con sói. Mấy cái đêm định mệnh đó đó. Vui không? Sợ chị, em sợ có bầu. Sáng dậy khóc quá trời luôn. Cái nói trời giờ em có bầu rồi giờ làm sao. Cái anh mới nói không sao đâu, anh chịu trách nhiệm mà yên tâm đi. Anh làm là anh sẽ cưới em chứ không có để không y vậy. Hơn một năm sau thì em cưới. Sau cái đêm đó thì chính thức là mình cảm thấy là mình có trách nhiệm với cô gái này. Rồi từ cái đêm mà định mệnh đó cho đến lúc mà các bạn lấy nhau đó là bao nhiêu năm? Một năm mấy á. Trong khoảng một năm mấy đó là hai bạn có cái chuyện gì nó xảy ra không? Tụi em chia tay á, là khoảng tầm quen nhau được một năm á, là hai đứa em chia tay. Hôm đó là ảnh mượn cái laptop của em để đi đi tour. Tới lúc ảnh về trả thì vô tình cái Facebook của ảnh còn để trên cái máy, ảnh chưa có thoát ra. Hôm đó em tò mò, em mới vô em coi tin nhắn. Thì em mới thấy là ảnh nhắn tin với bạn gái cũ á. Bạn ấy hỏi là anh có hạnh phúc không? Ảnh mới nói là anh không có hạnh phúc. Trời ơi, em đọc xong em bị sốc chị. Thì hôm đó ổng không có biết. Ổng qua ổng rước em đi uống nước. Bữa đó là anh thấy thái độ của em hơi khác. Thì anh mới hỏi em là bộ em có chuyện gì mà sao anh thấy em thái độ của em khác lắm. Mới nói là thôi mình... Anh chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thanh Tú. Năm nay 32 tuổi và công việc chính của em là hướng dẫn viên du lịch. Còn đây bà xã em. Em xin chào anh chị, em tên là Nguyễn Thị Vân Anh. Hôm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang làm là kinh doanh trà sữa. Chắc có lẽ là Vân Anh hồi đó là đăng ký đi du lịch đến gặp anh Tú. Anh Tú làm hướng dẫn viên du lịch. Là trên cái chuyến đi đó là anh Tú cua em luôn. Và hai người bắt đầu quen nhau từ thuở ấy. Sao em không nghĩ là bạn này tới uống trà sữa? Đó thì nói chung là mỗi quen nhau. Anh và chị Vân mỗi một người đều đón như vậy đó. Không biết là bên nào đón đúng ạ? Dạ thực sự câu chuyện là do là hai vợ chồng cùng học chung với nhau lớp du lịch ạ. Chết quá. Em với chồng em á là học chung lớp du lịch ngành hướng dẫn. Năm nhất á thì em chỉ có để ý chồng em cái là hơi lạ với người khác thôi. Là tại vì ảnh là làm lớp trưởng của lớp. Nhưng mà mỗi lần mà thông báo á thì thường ảnh không có đứng ở dưới thông báo mà ảnh thích đứng ở trên bục giảng á. Lúc đó em ấn tượng là người thì ốm mà cái đít thì bự. Đích thì cái đít kỳ vậy. Tới lúc mà quay lên bục giảng á thì đó, em thấy cái đít trước. Tại vì em thích mông to. Dạ lúc đó thì mình cũng chỉ để ý mình nhìn vậy thôi. Lúc đi học á thì anh Tú là nổi tiếng nhất trong lớp là chùm kể chuyện mặn. Càng bựa càng bậy là ổng càng kể. Đó, cứ chiều mà em đi học á, đi tới gần tới cửa lớp thôi, là lên cầu thang thôi là nhìn thấy trước lớp em mà đông người mà bu vô á, là biết ổng đứng ở giữa, ổng đang kể chuyện bậy. Mà em cũng thích vô nghe ké nữa, đâu không có hiểu. Cái ấn tượng đối với vợ em á, là cái tại thời điểm lúc bây giờ, em nghĩ trên đời nếu mà con gái mà trên 18 tuổi á, mà còn ngây thơ như vợ em là thuộc dạng là hàng hiếm mà không có rồi. Em mới quyết định là phải quen cho cô bé này cho bằng được. Lúc là bao nhiêu tuổi? Em 22. Lúc đó em 22 thì bạn này là 18. Em 18. Yeah. Lúc đó đó là hay dụ em đi khách sạn. Tại vì hai đứa là có cái sở thích chung là thích coi đá banh. Em thì rất là mê coi đá banh cho nên thường là em hay thức khuya để coi ở trong phòng á. Cái tới năm đó là World Cup 2014, anh mới dụ rủ em đi đi coi. Nói là đi coi ở quán cà phê á thì có một nhóm có mấy anh chị nữa, xong rồi em cũng đi theo tại vì em ở trọ là 10:30 là đóng cửa rồi. Cái hôm đó là anh mới chở em qua bên đó, thì qua thì em không thấy ai hết trơn, xong cũng vô ngồi được xíu cũng kêu thôi tụi nó hủy kèo rồi em ơi, thôi mình đi chỗ khác đi, với lại mai anh cũng đi tu rồi mà giờ coi khuya nữa mai đi không nổi. Cái ông chở em vô khách sạn chị. Em cũng đi vô luôn. Ông mới nói là em yên tâm đi, anh không có làm gì em đâu, anh chỉ ngủ thôi. Còn em thì cứ coi đi. Anh lại nhân viên người ta có đưa cho ảnh đồ mút này kia với lại một cái miếng gì nữa, mà ông nhét vô túi lẹ lắm, em không có thấy. Xong rồi mãi tới cái lần thấy Trinh em mới biết đó là ba con sói. Mấy cái đêm định mệnh đó đó. Sợ chị, em sợ có bầu. Sáng dậy khóc quá trời luôn. Cái nói trời giờ em có bầu rồi giờ làm sao. Cái anh mới nói không sao đâu, anh chịu trách nhiệm mà yên tâm đi. Anh làm là anh sẽ cưới em chứ không có để không y vậy. Hơn một năm sau thì em cưới. Sau cái đêm đó thì chính thức là mình cảm thấy là mình có trách nhiệm với cô gái này. Rồi từ cái đêm mà định mệnh á cho đến lúc mà các bạn lấy nhau đó là bao nhiêu năm? Một năm mấy á. Trong khoảng một năm mấy đó là hai bạn có
cái chuyện gì nó xảy ra không? Tụi em chia tay á, là khoảng tầm quen nhau được một năm á, là hai đứa em chia tay. Hôm đó là ảnh mượn cái laptop của em để đi đi tour. Tới lúc ảnh về trả thì vô tình cái Facebook của ảnh còn để trên cái máy, ảnh chưa có thoát ra. Hôm đó em tò mò, em mới vô em coi tin nhắn, thì em mới thấy là ảnh nhắn tin với bạn gái cũ á. Bạn ấy hỏi là anh có hạnh phúc không? Ảnh mới nói là anh không có hạnh phúc. Trời ơi, em đọc xong em bị sốc chị. Thì hôm đó ổng không có biết. Ổng qua ổng rước em đi uống nước. Bữa đó là anh thấy thái độ của em hơi khác. Thì anh mới hỏi em là bộ em có chuyện gì mà sao anh thấy em thái độ của em khác lắm. Mới nói là thôi mình chia tay đi. Tại vì bị mất cái lòng tin vô anh. Hai đứa mới là chia tay khoảng hơn một tháng á. Thì lúc đó là ở trường á, là có đi tour tốt nghiệp á chị. Vô tình sao bị sách chung xe mà cũng ngồi gần nhau nữa. Xong hôm đó ảnh kêu là thôi mình gặp nhau mình nói chuyện đi, chia tay gì. Ảnh còn thắc mắc nó không biết lý do vì sao em đòi chia tay nữa. Cái hôm đó là hai đứa đi ra biển, ngồi dọc bờ biển á, em nói là em đọc được tin nhắn, tự dưng cái chiếc dép của em nó bị sóng đánh á, cái nó bị trôi ra đằng kia. Em đứng lên em đi lụm, cái ổng mới chạy lại ổng kéo tay em lại, ổng nói ủa anh chưa nói xong mà sao tự nhiên em đi tự tử làm chi. Này là ảo tưởng anh. Ảo tưởng là ảo tưởng sức mạnh quá nhiều luôn nè. Sau đó là em nói dép em trôi kìa, cái lại lụm, xong rồi hai đứa dắt tay về. Dạ tại vì bữa đó quê. Dạ xong là quê. Mà em có biết tại sao mà anh giải thích với cô người yêu cũ là anh không hạnh phúc không? Đấy để ông trả lời đi. Em nghĩ sao mà em viết cái đó? Khi mà nhắn tin với bạn gái cũ á, thì người ta nói là tình cũ không rụng tới mà. Lúc đó thì thực sự là nếu mà nói mà yêu thực sự vợ em thì lúc đó chưa yêu thực sự đâu. Sau cái giai đoạn mà chia tay rồi lúc đó mới yêu thực sự. Thì cho nên là cái tin nhắn là không hạnh phúc lắm là nó do là cái trong cái môi đang trường tại thời điểm đó. Đang lần lửa dạ. Lúc đó là vẫn chưa xác định được. Dạ đúng rồi. Hai chồng em ở với nhau 4 năm mấy như vậy rồi cộng thêm 3 năm là quen nhau nữa đúng không? Dạ quen nhau là hơn 4 năm. 4 năm nữa là 8 năm mấy rồi và ở với nhau là hiểu quá rồi. Dạ. Chắc dạ. Có lẽ là không có tật xấu gì hết đúng không? Nhiều vô kể. Anh có cái tật xấu là không có thích mặc quần xịp, thích thả rong vậy đó. Có một cái đợt lần đó là anh đi làm chương trình biển á, em có may cho anh cái quần tây, thì cũng may là chỉ là mình đạp hai đường đi. Hôm đó đó, ổng hoạt động dữ quá chị, nó bung thiệt một cái tẹt rách từ trên xuống dưới. Rồi sao? Nhảy xuống hồ bơi liền. Lúc đó là phải nhờ bạn, anh bạn á, mang một cái quần đùi khác để cho thay. Rách xong em biết và bạn em đứng kế bên biết mới lấy một cái áo che lại thôi, cái lại ra phía sau á. Theo em á là cái đó là tật xấu hay là không xấu? Khuyến cáo đó là một ngày là cũng phải nên thả rong để cho nó thở. Đó nghe. Còn đi làm á nó vừa mất thẩm mỹ mà nó vừa nguy hiểm. Nếu mà đi ra đường thì chúng ta nên mặc. Đó. Nó nên mặc như vậy để an toàn. Rồi như vậy là xếp vào tật xấu đúng không? Có thể gọi là tật xấu nghe. Okay. Rồi. Rồi tật xấu thứ hai. Anh mà cứ bị đau á là anh buồn ngủ mà mấy lần cứ kéo phạt ma ti mà bị dính á là ngủ bộ là ngủ luôn, nhắc ngang bực bội ngủ mẹ. Dễ thương quá vậy, đi nguyên miếng da luôn. Tự nhiên giờ cái tật xấu này thành nó cưng cưng á, cưng cưng nó kỳ kỳ á. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Thôi tới Tú đi, tới Tú được rồi. Vợ em á thì cực kỳ là lề mề. Như bữa đó đi ăn sinh nhật thì em nhắn tin rồi 6:30 thì là 6:15 có mặt. Thì hên sao tại lúc đó con bé bạn cùng phòng nó đi vô, nó dung em lên kêu Vân Anh với Dung Anh đi, tại lúc đó là điện thoại không biết là sao gọi không được. Thì Dung lên thì thấy đang nằm ngủ, thấy ngồi dậy rồi cũng gãi gãi đầu này kia ngon lành lắm. Xong bà đi ra ngoài ban công, bà giặt đồ, giặt xong ngâm đồ, xả đồ xong phơi đồ, 45 phút sau vô thấy còn ngủ. Ngủ ngày ngủ ngải đó. Lúc đó em có dậy rồi nhưng mà em tưởng đâu là em mớ nên em nằm hiểu ngủ tiếp. Nó gọi là ngủ ngải. Ngủ mà tưởng mớ nữa luôn. Là nặng lắm rồi đó nha. Hai vợ chồng luôn. Này thần kinh là có một cái gì đó rất cộng hưởng nha. Đau ngủ. Người ta đau người ta đau ngủ. Người ta ngủ không được. Đau là ngủ luôn. Đó, còn đây là ngủ ngải. Mà nói dòng nữa. Muốn nói cái tô cái gì ở trên bàn gì là nói hết nguyên quốc gia luôn, bắt đầu mới tới cái tô cái gì đó. Là nửa tiếng đồng hồ mới biết là bà muốn nói cái gì đó. Em đang nói chuyện á, cái xong rồi ảnh nói chung vô, cái em nhớ tới cái chuyện khác cái em nói luôn. Vậy là bị bệnh mất tập trung. Không thiệt, cái đó có bệnh, cái đó có bệnh mà. Dạ. Bị mất tập trung đó em. Rồi bây giờ mong muốn Vân Anh thay đổi điều gì Tú? Bớt lề mề. Nói được. Chuyện thẳng vào vấn đề. Không, cái vụ mất tập trung đó là phải trị nha. Ở bên Mỹ là nó có xếp cái triệu chứng đó vào bệnh đàng hoàng và mỗi ngày phải uống một viên thuốc. Nó không tập trung á, tại vì nó đang về cái nó suy nghĩ ra được một cái điều khác là nó bỏ liền, nó làm cái điều khác nữa. Em hay bị vậy đó, là cái bệnh mất tập trung. Chung là bớt cái lề mề.
với lại là tập cái phản xạ tỉnh đó, tỉnh ngủ đó, bất chấp luôn là phải tỉnh. Giờ Vân Anh, em muốn Tú thay đổi điều gì? Em muốn ảnh là bớt nói nhiều, bớt nhảm tí, bớt cẩu thả. Ảnh rất là cẩu thả, làm gì cũng phải làm thiệt nhanh, nhưng mà nhanh thì ẩu. Nói chung á là bớt cẩu thả là cái đó là cái quan trọng nhất. Rồi á nó nhảm là gì nè, nó nhảm, nó lầy, nó tục. Thì ví dụ như có con á thì nhiều khi nó nghe, nó bắt chước. Dạ. Còn cái chuyện nói nhiều á, bệnh nghề nghiệp á em, người ta tourist guide mà người ta không cho người ta nói là chết á. Dạ. Đó thì hai cái em cần phải gọi là khắc phục á. Một người luyện còn một người bên kia thay đổi bớt lại xíu. Dạ. Dạ. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến đây đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Dạ. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau.